trên thao trường Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Thời gian như ngưng đọng bởi sự tập trung đến mức tối đa trong từng phát bắn. Và sau mỗi loạt bắn, các xạ thủ lại được rút kinh nghiệm nhằm chuẩn hóa các tư thế và kỹ năng ngắm bắn. Các thầy Việt Nam rất nhiệt tình trong công tác huấn luyện. Thầy cho bắn nhiều lượt, đạn cũng nhiều và đội tập thì bắn rất tốt. Năm nội dung các vận động viên sẽ tranh tài tại giải bắn súng quân sự lục quân quân đội các nước ASEAN AAM32 gồm súng trường, súng cà pin, súng ngắn nam, súng ngắn nữ và súng máy. Để các vận động viên được cọ sát, rèn luyện tâm lý, tăng tính chủ động trong thi đấu, các huấn luyện viên đã bố trí thao trường luyện tập giống thao trường thi đấu thực tế và có cả sự cổ vũ của các cổ động viên. Ở quá trình tập huấn thì quân đội nhân dân Việt Nam đã cử các huấn luyện viên là các thầy giáo của trường sĩ quan lục quân 1 tổ chức huấn luyện cho từng đội, thì các đồng chí là đã hướng dẫn và chỉ bảo các vận động viên Campuchia rất chi là nhiệt tình, trách nhiệm, và các đồng chí các bạn Campuchia quá trình huấn luyện thì năm sau có cao hơn năm trước và từng bước đáp ứng được cái yêu cầu huấn luyện của mục đích của các bạn. Kỹ năng làm chủ các bài bắn súng quân dụng được nâng cao qua từng buổi là minh chứng cho chất lượng huấn luyện, rèn luyện của vận động viên hai nước. Giữa thầy giáo và chúng tôi gắn bó khăng khít, chặt chẽ với nhau để luyện tập. Qua thời gian huấn luyện thì chúng tôi tiến bộ rất nhiều và đạt kết quả cao hơn. Năm nay có một chút thay đổi, đó là những tăng số lượng bài bắn đĩa của tập thể hơn ạ. Nó yêu cầu tính đoàn kết của mỗi nước qua từng cái bài bắn. Theo dự kiến, giải bắn súng quân dụng lục quân quân đội các nước ASEAN AAM32 sẽ được tổ chức tại Philippines vào tháng 11 tới. Đây là dịp để giao lưu hội nhập, góp phần xây dựng tình đoàn kết, sự hiểu biết, tin tưởng và học tập lẫn nhau giữa quân đội các nước ASEAN.